Mommy. Hi đi con ơi. So cute. Wow nha. Chín đấy. Cắt ra thôi không thì nó. Đây. Cắt hơi nhỏ một chút nhưng mà chín đen. Chưa kiểu gì đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kết Cuộc Sống Úc. Hôm nay các bạn hãy ra vườn cùng mình hái rau nhé. Cái bí là dài. Đừng đưa. Một bạn mạnh vào. Wow. Ui, cái rau ngót này cao to quá này. Cắt nó đi, hôm nay mình sẽ nấu canh thịt băm. Đông lắm mới ăn được ăn rau ngót. Mấy cái rau này á, cứ hái vài hôm nó lại lên, vài hôm lại lên non quá này. Rau sâm đất ăn như rau mồng tơi ấy, ngon lắm, ăn ngon hơn rau mồng tơi. Còn mấy bụi thôi mà nó thoải mái thôi. Mình cứ trồng một cái khe đất này, nó lên tốt. Cái khe đất thịt này chả cần tưới tắm này, nó lên ầm ầm. Nhà to quá. Mưa vài hôm này lên rất là tốt này. Cái dàn mồng tơi để ăn hoài không hết. Ăn từ năm này đến năm kia. Mồng tơi mọc ở trong cái gốc cây cam này. Tốt quá. Hái ăn hoài không hết này. Ở Úc bây giờ họ đang thử nghiệm cái chế độ một tuần làm 4 buổi. Thì văn phòng chỉ cần làm tuần 4 buổi thôi, ăn lương 5 buổi. Không biết có thành công không, có thông qua không. Nếu được thì tốt. Có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Làm nhiều quá cũng chẳng biết để làm gì. Thơm quá. Tính ra thì cái thời gian nghỉ ngơi hơi ít nhé. Một tuần làm từ 8 đến 10. Ồ không, một ngày làm từ 8 đến 10 tiếng. Mà thời gian ăn thì chỉ có chắc 30 phút. Nấu nướng cũng vậy, nấu nướng quá trời, một tiếng mới xong mà đến lúc ăn thì cũng chỉ ăn được có 30 phút. Có người ăn nhanh chắc 10 phút. Giờ phải kéo dài cái thời gian này, tận hưởng ra. Thời gian nghỉ ngơi phải kéo dài ra. Làm thì làm quá trời, nghỉ ngơi thì ít, thời gian ăn uống cũng ít. Hái nốt này. Chín đã phải hái luôn cho mày. Nó teo mất. Cạnh không vậy. Cái lá ngậy thơm quá. Đi xôi đi. Phải phải đổ một bữa ăn. Nhiều ăn không hết luôn. Cứ ra liên tục. Bánh quả cà chua này cũng sắp chín rồi. Sắp 1-2 hôm nữa là hái được này. Đây vẫn còn nhiều lắm. Nó leo ràn. Quả đầy luôn. Mồng tơi này. To chưa? Giờ mình thích ăn cái lá này sao? Cái lá này xào ngon lắm. Ai, ớt chuông tí hon này.
Ngọt lắm. Ngon lắm. Ôi, cái quả chín này. Hãy thử xem ăn như thế nào nhá. Ôi, trông như là hồ lô này. Ngọt lắm. Chín thêm tí nữa. Trời, thôi rồi. Như hồ lô luôn. Đấy, như cái quả hồ lô luôn này. Quá thể. Ui, nấu canh thịt băm. Cứ hái vài hôm. To quá. Mạnh vào. Wow. Nặng quá. Thằng nặng, thằng nặng. Quá trời. Đây quả, đây quả. Nhánh nào cũng có quả này. Đấy. Quá trời quả này, nhánh nào cũng có quả này. Này. Đấy. Dàn su su. Chân mọc. Hái nốt này. Cua mọc rất là ngon. Đau sầm đất. Hái tay thì nó hơi xấu. Rau này nó giòn, cầm vào nó lát tuyết ngay. Chắc mình phải đi lấy cái kéo. Đi lấy cái kéo để cho nó đỡ lát rau. Mưa này. Nó còn ướt ướt ướt. Mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!